Mình mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mừng Gò Công Vlog của mình nha. Thì sáng sớm hôm nay mình vô gò để phun thuốc diệt mầm cho đất cô chú anh chị, đặng lát nữa để xà ngò. Thì rơm chiều qua mình giáp mình để sẵn rồi cô chú anh chị, với mình tưới ướt nè. Thì giờ mình bắt đầu mình phun diệt mầm lên, lát nữa có công vô để xà ngò với tủ rơm cho mình nha cô chú anh chị. Thì mô tưa mình giáp để sẵn nè. Thì hôm nay 800 mét vuông này của mình là mình phun hai chai thuốc diệt mầm trên gò Ronta ha. Đây Ronta của Ba Gia. Thì mình xài cái gì thì mình chia sẻ thật sự đến cô chú chị các bạn vậy nha, chứ không phải là mình nói không nha cô chú chị. Đây thì hai chai nha. Mình mới pha xong một chai vô bình rồi. Thì trước khi mình phun diệt mầm là mình làm đất xong rồi mình tưới ha, mình tưới ướt trước. Đó, tưới ướt trước xong rồi mình phun lên rồi mình đậy rơm lại ha. Thí dụ cô chú anh chị các bạn xào quế hay xào hạt cải á, thì phun xong đậy rơm lại rồi tưới 3-4 ngày liên tục đó, cho nó ướt á cô chú anh chị. 3-4 ngày liên tục cho nó ướt, đặng cái chất thuốc nó tan ra ngấm vào đất, đặng cái nó lan tỏa ra trong đất á, đặng nó ngấm vô cái hạt mầm của hạt cỏ á, nó sẽ gây tiêu hủy cái hạt cỏ ha, đặng nó không lên nha cô chú anh chị. Nó còn ở đây thì mình xào ngò rí, cái hộp rất là to. Nên bây giờ là mình bắt đầu phun diệt mầm xong rồi mình rải hột ngò và tủ lơm tưới ướt luôn nha cô chú chị. Nó thì cái hột ngò thì nói chung là nó 8 ngày nó mới lên. 8 ngày nó mới lên mà trong khi đó là cái thuốc nó cũng hết tác dụng rồi. Nó tới chừng hột ngò mình lên là cái cọng nó bự, nó không phải như cái hạt mầm của cải nha, nó không có bị quéo nha cô chú chị. Thì mình cũng xin chia sẻ đến cô chú chị các bạn được biết vậy ha. Đây. Ronta 25EC của Ba Gia hai chai. Hai chai 125.000 nha cô chú chị, mới mua xong. Nó còn cái cách thức mà mình phun thuốc thì cô chú chị các bạn cũng biết rồi ha. Thì phun 7 trên đất đều hoài nha cô chú chị. Nó thì bây giờ mình có một mình nè. Mình không có quay cảnh phun cho cô chú chị các bạn xem được. Bây giờ mình tạm thời dừng máy đây để mình phun thuốc nha cô chú chị. Lát nữa xả học ngò hay gì tủ rơm mình có thể quay chia sẻ lại cho cô chú chị các bạn xem nha. Vừa rồi mình cũng đã phun diệt mầm xong của chú chị, bây giờ mình tiến hành rải hộp với tủ rơm ha. Thì hôm nay 8 xào của mình là xạ 8 bịch. Đây, hạt ngò của Phú Nông Si. Hạt giống ngò lớn Pháp Super 75 ha. Thì hết như đây là mình xạ 8 bịch. Rơm đồ mình để sẵn hết rau nha cô chú chị. Thì bà mở mình bỏ vô và xạ giùm mình bạn hơi rồi mình sẽ xạ nha cô chú chị, đặng mình có thời gian mình quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem đó. Thì cái cách thức xạ hột ngòi cũng đơn giản nha cô chú chị, có 8 bịch đó hai, mà làm sao làm hết như đây đó. Rồi chơi hết 8 bịch đó. Thì đất làm không có cần kỹ cô chú ơi chị, thì trời nắng mình cào lên miễn có cái mương đi được rồi, chứ trời nắng nó dễ lên lắm. Hột ngò thì xạ không có cần phải ngâm ủ gì ha, xé bịch trực tiếp như thế này rồi xạ lên luôn nha. Thì giờ mình cũng ráng nhín chút thời gian để mình quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem, chứ có một mình thì vừa xạ vừa quay cũng hơi khó nha cô chú chị. Thì hôm nay vợ mình với bà chị với bà mợ vô tủ rơm, thì giờ mình nhờ bà mợ xạ bèn hơi rồi mình xạ nha. Chế miếng này hay. Rồi. Đây nha cô chú chị, thì hạt ngò nó khô queo như vậy luôn nè, là mình xạ thẳng trực tiếp lên đất vậy luôn. Xạ trực tiếp lên đất vậy là mình chủ yếu là tủ rơm rồi tưới ướt giữ ẩm là nó sẽ 5-7 ngày nó sẽ lên ha. Hả? Thì đi 2 mét á, chứ đi một bên là nó khó đều. Thì rơm giờ rải lên như thế này thì lấy cây vít đó, nó đơn giản của chúng chị. Giờ chủ yếu xạ vậy rồi tưới nước là rồi đó. Thì giờ ngô đang không có giá thì mình xạ vô đây tới đó 1 tháng nữa thì biết đâu chứ giờ. Ơi chứ chiến này xạ ngay rằm nữa nha, chiến rồi cũng xạ ngay rằm. Ngay rằm chiến này ngay rằm nữa à, rồi chiến này rằm tháng giêng. Ờ. Chiếc này rầm 15.000 đó, không phải 3.500 như hổm đâu. 3.500 hổm nha, tết. Ý hổm 5.500, 5.000 hay 5.500 gì đó. Ờ lộn. Hổm 5.000, 3.500. Chiếc này rầm nè. Gì?
có mấy cái bụi cỏ gấu cỏ cú này. Nhưng mà mình qua xịt thuốc thuốc ấy rồi, bữa hai là nó rụi nha cô chú chị, chứ không có nhổ lên, nhổ lên nó đứt ngang, nó không có thấm thuốc ha. Đây thì kích thước tụ rơm như thế nào thì mình cũng chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem nha. Đó, thì rơm rải lên về và chị mình và lấy cái cây và dít dít vậy nè, rất là đơn giản ha. Chào khán giả cái chị ba ngoạt hả, cười cười làm tiền chút xíu chứ nhiêu. Rồi đây là công gì ở quê mà giờ có trồng gì chưa? Rồi về hôm nay không trồng bầu thì giờ người ta 8-9 ngàn ký thì bỏ vậy. Thì ai biết là khoảng trong Tết có 1.000-1.500 ký mà gánh cho với phơi khô ăn không xể luôn rồi. Ai biết ra viên vậy lên chắc ngay ngày chay nè, rằm rằm ta nó lên giá nàng tan chay đó. Mấy ngày kia chắc không mắc đâu. Bây giờ em tính xà ngồi xong bữa hai bỏ bí đao nè. Đó là cái mô hình bí đao bò đất. Bí đao mùa này trái dữ lắm á mọi người. Thì mùa này giờ kiểu mà ở đây nước đầy đủ em tưới 7 là nó sẽ tốt à. Chứ để khô rồi nó cũng dở. Bụt chét rầy mật đó, ba cái ra đi ăn xịt thấy bà hết. Bữa nay công có đi làm đâu không hay? Là chia ngày nào cũng vậy, ra viên ngày nào cũng vậy ha. Xe không ra. Xe không ra, bữa nay ráng nhín cho vậy hai người về là được rồi, cũng cảm ơn. Thôi thì khoảng cách 3-4 bà là mình thấy một bịch nha, là đây dưới là mình 8 bịch. Chứ nhiều khi mấy bạn hỏi hột ngò xạ có ngâm hay không thì mình cũng xin chia sẻ nè, hột ngò khui bịch ra xạ liền, đâu có cần ngâm chi cực khổ cô chú chị. Đó, thì khui bịch xong là rải liền như thế này luôn. Thì nói chung là xạ ngò nó rất là đơn giản. Qua mấy cái bụi cỏ này con xịt thuốc giá sáng nữa này hay. Rau dền với mấy cái bụi cỏ cú cỏ gấu nè. Xịt rồi. Hả? Em mới dịp mầm 2 chai rồi đó. Chứ để như chuyến rồi thì cả 25 ngày nó mới lên. Chứ để chứ không ai nhổ là cũng si luôn á, thời gian nào nhổ. Nếu mà xạ đều á thì mốt quay lên, còn xạ không đều đừng quay lên nha mày. Hả? Mất mặt đó. Mất mà gì không con xạ không biết xạ, còn xạ lên vậy cui kìa, không thấy hả? Xạ. Tưởng đâu đổ bịch hộp ngay đó. Xạ mà chứ không không chiên mà xạ nó rồi lên vậy đó mà thấy cái nào. Nếu mà như vậy là dư hộp ngò rồi nè. Sao dư? Xuống dưới đầu dưới có chưa? Thì rải đây dưới rồi chưa có xạ. Dư dư chứ cũng 8 bịch đó, làm không biết 8 bịch và xạ sao 8 bịch đó. Cái đầu hoài xạ vậy vậy chút hay, tại đầu hoài nó lên chiến rồi á, nó hơi bị thưa hơn ở đầu trong. Rồi thì sau khi dịp mầm xong rồi mình xạ hộp rồi tủ rơm, giờ mình tưới nó là xong rồi nha cô chú chị. Đó. Xạ ngồi chỉ đơn giản vậy thôi nha cô chú chị, không có cần ngâm ủ gì hết ha. Đó, thì giờ còn có 2-3 bài nữa là xong rồi. Đó, thì bây giờ mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây. Thì cô chú chị các bạn thấy video mình hay hữu ích, hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Rồi cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo của mình.